Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi trang địa phương Hiệp Đức phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Trong chuyên mục sẽ có các thông tin chính. Đảng bộ xã Hiệp Hòa tổ chức đại hội lần thứ 7 nhiệm kỳ 2020-2025. Hiệp Đức chung tay chống dịch Covid-19. Tấm gương đoàn viên người Ca Dong với an ninh trật tự. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 19 tháng 3 vừa qua, Đảng bộ xã Hiệp Hòa tiến hành đại hội Đảng bộ lần thứ 7, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là Đảng bộ được chọn đại hội điểm cấp xã, thị trấn trên địa bàn huyện Hiệp Đức. Dự đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Tỉnh, Bí thư Huyện ủy Hiệp Đức, đồng chí Lê Minh Tiến, Phó Bí thư Huyện ủy và đồng chí Nguyễn Như Công, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện. Báo cáo tại đại hội cho thấy, nhiệm kỳ qua dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, nhiều chỉ tiêu kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn xã đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trong đó, tổng giá trị sản xuất nông lâm nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại dịch vụ đạt 318 tỷ đồng. Cơ sở hạ tầng và kinh tế vườn được đầu tư tạo điều kiện cho người dân phát triển sản xuất. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 14,9% xuống còn 6,8%. Thu nhập bình quân đầu người đạt gần 40 triệu đồng trên một người một năm. Đến cuối năm 2019, xã về đích xã nông thôn mới. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã được giữ vững. Nhiều năm liền Đảng bộ xã đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh và trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Bình Lâm vừa tổ chức hội nghị phản biện góp ý dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Bình Lâm lãnh đạo toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng đạt được nhiều kết quả. Bình quân hàng năm, năng suất lúa đạt trên 53 tạ trên mỗi hecta. Kinh tế vườn, kinh tế trang trại được quan tâm đầu tư. Đến nay có 52 vườn điểm mang lại hiệu quả kinh tế cao. Về xây dựng nông thôn mới, xã tiếp tục duy trì, nâng chất lượng các tiêu chí đã đạt. Đến nay có khu dân cư Việt An và thôn Nhất Tây đạt 7 trên 10 tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Lĩnh vực văn hóa xã hội, công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, chính sách người có công và công tác bảo đảm an sinh xã hội được quan tâm. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững. Hội nghị thảo luận góp ý một số vấn đề như cần chú ý lại văn phong, bố cục và số liệu trong báo cáo, nhiệm kỳ đến đưa vào chỉ tiêu phát triển công nghiệp gắn với bảo vệ môi trường. Mới đây, đồng chí Nguyễn Như Công, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hiệp Đức, đồng thời là trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Hiệp Đức đã chủ trì cuộc họp trực tuyến triển khai những biện pháp cấp bách phòng chống dịch trên địa bàn. Hiện trên địa bàn huyện Hiệp Đức có nhiều du học sinh về từ các nước có dịch như Nhật Bản, Hàn Quốc và học sinh sinh viên lao động về từ các tỉnh thành có dịch nên nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng là rất cao. Trên địa bàn có một trường hợp đi cùng chuyến bay với người dương tính COVID-19 từ Hà Nội về Đà Nẵng đã được cách ly tại địa phương. Đến nay qua xét nghiệm trường hợp này đã cho kết quả âm tính. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Như Công, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, đề nghị ngành y tế và các địa phương cần tích cực theo dõi các trường hợp có nguy cơ lây nhiễm, kịp thời phun thuốc tiêu độc khử trùng tại gia đình và nơi làm việc của trường hợp có tiếp xúc với người dương tính COVID-19. Vận động tuyên truyền trong nhân dân ăn uống vệ sinh sạch sẽ, đeo khẩu trang đúng cách, không tích trữ hàng hóa, không phô tin đồn thất thiệt gây hoang mang trong nhân dân. Học sinh sinh viên những người về từ vùng dịch phải theo dõi sức khỏe, khai báo y tế, kịp thời kiểm tra các cơ sở lưu trú, nhà nghỉ, khách sạn trên địa bàn huyện. Thưa quý vị và các bạn, cùng với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương trong công tác chống dịch COVID-19, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn huyện Hiệp Đức còn chung tay trong việc tuyên truyền hỗ trợ vật tư y tế kịp thời và đầy tinh thần trách nhiệm nhằm chia sẻ những khó khăn của địa phương và chính quyền trong phòng chống dịch. Nghe thông tin về việc phát khẩu trang và nước rửa tay sát khuẩn miễn phí, ông Nguyễn Dũng ở thị trấn Tân Bình đến trung tâm y tế huyện Hiệp Đức khá sớm. Bởi ông Dũng đã nắm được thông tin kết luận của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện đeo khẩu trang nơi công cộng từ ngày 16 tháng 3. Ở đây tổ chức là phát chống dịch bệnh, khẩu trang và dịch khuẩn nhanh, tôi thấy là vấn đề rất tốt cho nhân dân ở đây. Mặc dù đã cho toàn bộ công nhân nghỉ việc và hoàn cảnh công ty cũng đang gặp khó khăn, song ngày 16 tháng 3 vừa qua,
công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại dịch vụ Phương Nga ở thị trấn Tân Bình vẫn tiến hành cấp phát 300 chai nước rửa tay sát khuẩn, 300 khẩu trang miễn phí cho bệnh nhân và người dân. Số kinh phí tuy không lớn, nhưng điều này đã thể hiện được sự sẻ chia, tinh thần trách nhiệm của doanh nghiệp với chính quyền địa phương và người dân trong phòng chống đại dịch COVID-19. Đối với công ty thì có đặc biệt lưu ý đến đối tượng là bà con nghèo và đặc biệt là những bệnh nhân tại bệnh viện. Mặc dù là dịch bệnh thì tình hình kinh doanh rất là khó khăn, tuy nhiên thì công ty cũng muốn góp một chút sức gì đó về cộng đồng. Thì mình muốn cho bà con là có thể nâng cao được ý thức bảo vệ mình trước cái tình hình dịch bệnh rất là phức tạp như hiện nay. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay, cùng với tinh thần chống dịch như chống giặc của Trung ương và chính quyền các địa phương, thì sự vào cuộc đồng hành của các doanh nghiệp sẽ là điều kiện, động lực, tiếp thêm niềm tin để các địa phương nhanh chóng vượt qua đại dịch chết người này. Nhân kỷ niệm 60 năm khởi nghĩa vũ trang làng Ông Tía 13 tháng 3 1960, 13 tháng 3 2020, vừa qua lãnh đạo huyện Hiệp Đức đã tặng quà cho 11 đối tượng chính sách là những người từng tham gia khởi nghĩa làng Ông Tía và thân nhân của họ trên địa bàn xã Phước Trà. Cách đây 60 năm, vào ngày 13 tháng 3 năm 1960, tại làng Ông Tía, xã Phước Trà, huyện Hiệp Đức, đã diễn ra cuộc khởi nghĩa vũ trang với tinh thần mưu trí dũng cảm. Đội tự vệ là người đồng bào dân tộc nơi đây, dùng rựa tiêu diệt gọn tiểu đội địch. Đây là cuộc khởi nghĩa sớm nhất của tỉnh Quảng Nam theo nghị quyết 15 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 2 lúc bấy giờ. Đội tự vệ gồm có 11 người, hiện chỉ còn đồng chí Đinh Văn Loan còn sống. Trong chuyến thăm, lãnh đạo huyện Hiệp Đức đã ân cần thăm hỏi sức khỏe và động viên các gia đình chính sách, mong các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, chăm lo phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống ổn định. Cũng tại làng Ông Tía, thôn Trà Nhan, xã Phước Trà, huyện đoàn Hiệp Đức tổ chức ngày đoàn viên với chủ đề Tuổi trẻ Hiệp Đức theo dấu chân lịch sử. Tại đây, đoàn viên thanh niên được giao lưu trò chuyện với ông Hồ Văn Loan, một nhân chứng lịch sử trong cuộc khởi nghĩa làng Ông Tía. Cách đây 60 năm, ngày 13 tháng 3 năm 1960, đội tự vệ làng Ông Tía gồm 11 người, lợi dụng lúc bọn địch không đề phòng, ập vào tiêu diệt 5 tên địch, thu được 6 khẩu súng. Năm 1999, di tích khởi nghĩa làng Ông Tía được Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam ra quyết định công nhận di tích lịch sử cấp tỉnh. Dịp này, huyện đoàn Hiệp Đức tặng quà cho đảng viên trên 50 năm tuổi đảng và cựu thanh niên xung phong xã. Thưa quý vị và các bạn, nhắc đến cô bí thư chi đoàn thôn Trà Va, xã Sông Trà, huyện Hiệp Đức, hơn 400 hộ dân Ca Dong, Mân Âu nơi đây đều trầm trồ thán phục, bởi không chỉ chăm lo cho cuộc sống gia đình mà đoàn viên Lê Thị Phương Thảo còn thường xuyên quan tâm giúp đỡ bà con trong thôn, bản. Với vai trò là bí thư chi đoàn thôn, Phương Thảo còn tham gia tích cực trong giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở. Kể từ khi Nghị định 100 của Chính phủ ra đời, Phương Thảo lại kiêm thêm việc tuyên truyền cho bà con trong thôn với những người cao tuổi để giúp bà con dễ hiểu về những tác hại khôn lường do rượu bia gây ra. Thảo vừa dùng tiếng Ca Dong, vừa dùng tiếng Mơ Nông để tuyên truyền. Tuy ít ra khỏi nhà, song bà Đinh Thị Thủy vẫn rất vui mừng khi được nghe Thảo tuyên truyền về Nghị định 100 cũng như các văn bản pháp luật mới ban hành. Thảo mới hết, cái lớp hết mà ghé cót cái mê, ít là hạt rọc, là cho cót là học thôi. Lê, quý đồng ghi. Nghĩ nhắc nhớ em ghi là xe là cô phần mượn ghi em là con đê mà lũ lũ nữa đê mới sinh nữa nàng có xung quanh hay có mượn họ uống rượu bia không được đi xe đi cổ nếu mà ông già bà già mà có đi có ô trọc mượn cũng đi lại trọc xe có xe xe đồng này thôi. Sắp xếp công việc thời gian việc nhà như ban ngày thì làm việc nhà, về ban đêm thì tranh thủ thời gian con ngủ thì đi tuyên truyền vận động bà con nhân dân như tuyên truyền về cho bà con là an toàn giao thông, rồi tuyên truyền bà con là không ăn nhậu uống rượu bia nhiều để cho làm việc kinh tế trong gia đình.
Để tuyên truyền cho bà con nhân dân ở đây là em dùng hai thứ tiếng Mơ Nông và Cà Dông là để tuyên truyền cho bà con nhân dân hiểu. Tuy mới 23 tuổi, song cô gái Cà Dông Lê Thị Phương Thảo đã có thâm niên 5 năm làm bí thư chi đoàn thôn. Bên cạnh đó, Thảo còn tham gia vào tổ hòa giải của thôn. Trong thời gian đảm nhiệm công việc của mình, Thảo đã cùng với ban cán sự thôn Trà Va hòa giải thành công 16 vụ việc mâu thuẫn ở thôn, xóm như mâu thuẫn tranh chấp đất đai, bạo hành gia đình, mâu thuẫn vợ chồng, thanh niên xích mích đánh đập nhau. Và trong những tháng đầu năm 2020 này, Thảo còn tham gia tuyên truyền cho bà con phòng chống dịch bệnh COVID-19. Chính những nỗ lực cố gắng của Thảo đã và đang góp phần giữ vững tình hình an ninh trật tự ở một thôn có đông dân cư nhất xã Sông Trà, huyện Hiệp Đức. Đồng chí Thảo là một bí thư chi đoàn thôn Trà Va, là bí thư chi đoàn nữ, là người đồng bào dân tộc thiểu số, nhưng mà rất là năng nổ, tham gia tốt hoạt động phong trào địa phương, về rất đóng góp nhiều trong phong trào địa phương. Đồng thời thì đồng chí Thảo là thường xuyên tuyên truyền vận động đoàn viên thanh niên chấp hành tốt đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Và về các hoạt động tổ an ninh tự quản thì đồng chí Thảo là rất là tham gia, thường xuyên tuyên truyền cho đến các hộ gia đình và hộ gia đình và đoàn viên thanh niên để hiểu biết về thêm về những luật như là luật tác hại của rượu bia, rồi phòng chống dịch COVID-19 và những cái chính sách pháp luật của nhà nước. Thì về các phong trào an ninh tổ quốc này thì thật sự là rất hiệu quả, cần phải nhân rộng thêm để có phát huy hiệu quả của tổ hòa giải ở cơ sở, để nhằm hạn chế mâu thuẫn và tránh những tình trạng là khiếu kiện vượt cấp. Về cái việc mà tham gia đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn của huyện Hiệp Đức thì các cấp bộ đoàn cũng thường xuyên chỉ đạo thực hiện cái công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho bà con nhân dân. Thì trong đó thì việc mà tham gia của cán bộ đoàn cũng như là đoàn viên nòng cốt trong các cái tổ tự quản về an ninh trật tự và các cái tổ hòa giải ở khu dân cư thì một trong những cái giải pháp mà phát huy được cái hiệu quả khá là tốt. Trong đó thì các đồng chí bí thư các cái chi đoàn ở khu dân cư là cái lực lượng nòng cốt của các cái tổ này, thường xuyên để đến các cái hộ gia đình là thanh niên và đặc biệt là thanh niên dân tộc thiểu số để tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, rồi phổ biến các cái luật về đảm bảo an ninh trật tự, rồi phòng chống ma túy, tác hại rượu bia, thì để cho bà con nhân dân cũng như đoàn viên thanh niên là hiểu rõ và chấp hành nghiêm cái pháp luật trên địa bàn dân cư, từ đó góp phần vào cái việc mà đảm bảo an ninh trật tự tại các khu dân cư. Việc phát huy vai trò của các đoàn viên thanh niên trong đảm bảo an ninh trật tự ở thôn bản, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đang là một cách làm hay mà huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam triển khai. Trong đó, những tấm gương điển hình hết mình vì bà con dân bản của cô gái Cà Dông Lê Thị Phương Thảo đã và đang được huyện đoàn Hiệp Đức nhân rộng ra quy mô toàn huyện. Ở đó, sức trẻ cộng với kiến thức, các đoàn viên thanh niên sẽ là những tuyên truyền viên tích cực trong đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở, góp phần xây dựng cuộc sống văn minh, tiến bộ, an toàn, thượng tôn pháp luật ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh Quảng Nam. Nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình Trang địa phương Hiệp Đức phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.